Tiếng đồng hồ em cày ngày nào em không cày vậy trơn á. Mà tới thậm chí mà em bị gọi là phù cái quảng thanh của thanh em á. Quảng đúng không? Dạ. Cái này thì là biết nè, tại vì được dân đi hát là biết. Giống như Lê Dương Bảo Lâm đó, có một thời điểm là anh nói không ra không được tiếng luôn á. Bây giờ anh cày anh like nhiều quá mà. Những cái lúc mà em live stream như vậy là em live stream cho đại lý của em. Tụi em phải bỏ tiền chạy quảng cáo rất là nhiều. Bên công ty sẽ hỗ trợ cho tụi em chỉ có một cái chương trình sale trong một cái đoạn rất là ngắn thôi. Trong cái khoảng thời gian ví dụ như 15 phút đó, em phải tập trung, rất là tập trung để mà tư vấn để họ không có phải bị lỗ. Thường thì người ta hay nói là ồ em ngồi sao dở mà em không nói, mà thật sự em cái này em chia sẻ luôn, em không giỏi ăn nói. Em nói hoài, em cố gắng em giúp vợ em hồi, em suy nghĩ trời tôi đang nói gì ta. Em sợ quá em mới quay qua vợ em mới nói chết rồi, tắt cái livestream này chắc quýnh rồi chết luôn. Chị vợ em mệt quá rồi, vợ em hết hơi rồi, vợ em nói chồng ơi quay qua tư vấn đi, cái tự nhiên cái tay em rung bực, em nói tới đâu rồi, cái miệng bị rung bập vậy lắm. Em nói trời ơi tắt cái livestream này mình bị chửi chết. Nhưng mọi người rất là thương Bi, tại vì biết cái khuyết điểm của Bi không nói giỏi nhưng mọi người rất là thích Bi nói. Nhưng hai mà... người lanh hết rồi không được đâu. Dạ. À, hàng xóm ta sẽ dọn đi hết đấy em. Dạ. Sau khi mà về ở cùng với nhau rồi á thì nó còn những cái điều gì phát sinh mà làm cho mình phải suy nghĩ nhiều không em? Có, gần như em có nhớ một cái lần này vợ em bị bệnh thì em phải đưa vợ em đi trị khắp nơi hết. Bệnh nè. về gì em? Phong á anh. À rồi. Nổi như là mấy cái nốt dị bị mũi nhưng mà nó sưng lên mà nó rất là ngứa. Do là em ăn uống dị ứng hay em đi nhậu? Đó, em không có nhậu đâu, cái đó để anh kể. Đó thì mình cũng phải hỏi chứ, bây giờ cái trường hợp đó là bình thường mà Tuấn. Bị phong hết, em đi hết tất cả các bệnh viện rồi, từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Huế mà nó không có hết. Cái bà này 3-4 giờ bà cứ gãi mà nhìn gãi mà bà bị stress 1 mà em bị stress 10 luôn. Là hết 10 luôn hả cưng hả? Không, em chỉ bị ở vùng bụng và vùng tay. Thì cứ em cứ gãi là nó sẽ lan ra. Thì em tưởng em bị gì, rốt cuộc cái em mới kể với mẹ em. Mẹ mới nói là gia truyền con ơi. Không. Bệnh gia truyền. Hôm nay chắc có lẽ là chúng ta sẽ đến với một cặp đôi cũng rất khá là quen thuộc luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đến với khách mời của đầu tiên. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Lộ Lộ nè, chào chị chào anh Minh Tuấn. Chào em chưa anh đúng rồi chị. Run. Anh Minh Tuấn đẹp trai con run. Đi thôi trước đi. Em xin chào MC, thì em tên là Bi Bảo. Thì em tên là Musu. Xin chào tất cả những khán giả đang xem chương trình Love Queen. Chào chị Lộ Lộ, chào anh Minh Tuấn. Tên là Muối Xù hả? Dạ, Muối Xù. Vậy là chắc rất là mặn đó. Cặp này rất mặn đó. Thì đầu tiên mình vẫn phải hỏi về cơ duyên mà hai bạn đã gặp nhau như thế nào đi. Thì cơ duyên của tụi em gặp nhau thì em sẽ nói cái lúc đầu đi. Em FaceTime gặp bạn này, chỉ là bạn bè thôi. Em nhìn em kìa, đeo cái mắt kính sơn xuống, nhìn như mọt sách vậy á. Em chê tới em tóc luôn. Em chê thẳng vậy luôn á hả? Tại bạn cũng bình thường. Tại vì lúc đó là em là một fan girl của Bi á. Giống như em rất là hâm mộ Bi nên được vào giống như là một cái club của Bi vậy. Thì mình được FaceTime với idol của mình. Thì ổng chê thẳng mặt tất cả những mọi người luôn. Thì trong đó có em nữa. Nói trời, nhìn em rất là giống bốn người chứ nhiêu chê trước ba người. Chắc em bị nghiệp, tại vì em chê người ta quá nên bây giờ cái mình lúc mình yêu rồi mình nhìn cái gì mình cũng yêu hết trơn á. Giống như con bé nhân viên nhà em nó nói trời ơi Muối ơi cái đầu chị thúi quá, chị đi gọi giùm em đi, mà trong khi em nói có đâu thúi thơm mà. Cái đấy hơi kinh dị chút hả Lộn? Từ từ cái khúc bốc mùi thì từ từ đi. Lúc đầu thì không có thích em, lúc đầu thì tụi em cũng nói chuyện với nhau bình thường. Thì sau một thời gian có cái cơ duyên là em về Việt Nam đi dự đám cưới của anh của em á. Thì sau đó mới gặp Bi. Cái ấn tượng của em lúc mà gặp Bi đầu tiên á, thôi dễ thương lắm. Vừa đẹp trai nè, mà vừa lạnh lùng nè, rất là thích luôn. À, có nghĩa là khi mà gọi mà để FaceTime với nhau là một người ở bên Mỹ, một người ở Việt Nam. Dạ, mà gặp trực tiếp ở ngoài xong cái em thích quá, cái em rủ Bi là đi đám cưới với em ra Huế chơi. Cái mình đi chung với lại idol của mình xong kiểu mấy bạn gái khác á. Kêu lúc đó là Bi đang độc thân nên được rất là nhiều fan girl hâm mộ khác đi kêu Bi báo kia, con gái chạy theo quá trời luôn. Em đứng cạnh bên em cũng thấy hạnh diện luôn á, em thấy vui. Còn em thì sao? Nhưng mà em thấy cũng giống như là một cái cơ duyên vậy á. Em đi ra, em đi đám cưới của anh cả của vợ em. Thì em có chụp một cái tấm hình lên, vợ em cũng mặc đồ trắng, em cũng mặc đồ trắng. Thì có vài bạn vô comment, nhìn hai người có tướng phu thê quá à. Ừ. Mà chỉ bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Nó xui khiến làm sao á, rồi cái quen rồi cái cưới luôn.
Là quen mất bao lâu mình mới lâu lắm, tại vì em thì lúc đó thì cái chuyện tình cảm của em nó cũng hơi rắc rối. Thì em cũng có thích đi nhưng mà không có nhiều. Em không hiểu được cái tình cảm của em là gì. Tại vì em đó giờ em không có quen dạng tomboy giống Bi, em cũng quen trai thôi. Thì em gặp Bi là tháng 2, xong rồi tới tháng 4 em cũng về lại một lần em chơi nữa. Bi tỏ tình hoài mà em cũng không chịu. Rồi em cũng đứng kiểu như đứng ngã ba cuộc tình. Một phần thì em cũng thương thương người cũ hay sao đấy, chia tay rồi nhưng mà không biết mình có nên níu kéo người cũ không, hay là mình thích ông này ta, cảm giác nó lạ. Chị cũng thấy cảm rất là lạ, là em là tấn công người ta. Em đâu có tấn công. Có nghĩa là em là chủ động trước trong mối quan hệ của hai người á. À dạ không không. Có nghĩa không. Là mũi là như vậy, là mình thích quá và mình muốn được gặp thần tượng của mình, giống như những fan hâm mộ khác. Những fan hâm mộ khác, tại vì Bi rất là nổi tiếng thì có một cái câu chuyện ai cũng nói là Bi mới quen nhau rồi. Thì ông Bi ông kêu thôi bây giờ ai cũng nghĩ là anh với em quen nhau thì quen luôn đi. Thì từ lúc đó là hai đứa em quen, là cơ duyên là vậy đó. Thì bao lâu mình chính thức quen nhau? Thì khoảng 6 tháng sau. Thì quen nhau hình như là được khoảng 2 tháng là bắt đầu vợ em bỏ tất cả bên Mỹ về sống chung với em luôn. Thì cái thời điểm này lý do em bỏ bên Mỹ là nó như vậy. Lúc đó là Bi có xảy ra rất là nhiều biến cố. Từ danh tiếng cũng bị suy sụp, rồi công việc cũng vậy. Và hầu như Bi là muốn buông bỏ tất cả rồi. Thì em mới nói với anh là tại sao anh buông bỏ một cách dễ dàng như vậy. Thì em mới nói là thôi để em sẽ về cùng anh để làm. Thì từ lúc đó em mới qua cái công việc là kinh doanh online. Chứ hồi đó trước đó thì em học y tá. Ở bên Mỹ thì ai cũng tưởng em là có một cuộc sống rất là giàu sang, rất là giống như là sung túc. Nhưng thật sự lúc mà qua Mỹ nó là một cái cơn ác mộng của em luôn á. Em qua năm bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. 11 tuổi cũng còn nhỏ mà còn đi học mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tưởng cả gia đình em cũng vậy. Tại hồi đó mình không có mạng, mình không có kiến thức về bên Mỹ nhiều. Thì ai về bên Mỹ nó cũng đẹp, ai cũng thơm, ai cũng nhiều tiền. Người ta gọi là mùi thơm Việt Kiều đó. Thì lúc đó em cậu của em đã bảo lãnh rất là nhiều người. Thì cậu của em cũng cố gắng tới mười mấy người qua ba gia đình ở chung một nhà. Cũng có chỗ ở nhưng do không cái điều kiện không có nhiều phòng thôi. Nhiều lúc mà em về sợ ba em bệnh quá, sợ ngủ chung với ba em thì ba mẹ con của em thì ra ngủ ngoài phòng giặt á, trải một cái nệm rồi ngủ. Thì ở trên đầu là toàn áo quần móc không à. Nhưng mà hình như là cũng phải ai cũng vậy, đi qua bên Mỹ khó khăn ngoài lắm. Nước ngoài thì ít nhất cũng 2-3 năm đầu sẽ rất là khó khăn. Đúng. Thì bây giờ thì cũng may mắn là nhờ sự cố gắng thì cũng đã ổn định. Ba mẹ em, anh trai em cũng có công việc rất là ổn định và gia đình của em rất là tốt hiện tại. Giờ em về Việt Nam nè, em vừa được làm công việc em yêu thích nè, vừa được về với cái đất nước của mình. Lúc đó cái cảm giác mà qua Mỹ nha, rất là cô độc. Đi học mà có mình em là Việt Nam á, ngoài chơi với em trơn á. Thì khi mà em về lại Việt Nam, trời ơi, kiểu như là tôi về được cái nơi mà tôi sinh ra rồi, nó sướng kinh khủng khiếp. Cái cảm giác nó hạnh phúc cực kỳ. Thì cũng như cái cảm giác mà em về chung với Bi vậy. Em học xong rồi và em chưa đi làm thôi, em xin ba mẹ về Việt Nam cùng Bi. Tại vì em thấy Bi quá thành công, quá giỏi, tại sao lại bỏ cái công việc của Bi uổng vậy. Thì em nói thôi không sao đâu, em chịu cực được, em về em cùng anh làm, cùng anh làm lại từ đầu. Nên là từ lúc đó thì em với Bi mới về sống chung đó. Là được bao lâu rồi em? Bao nhiêu lâu rồi? 2 năm luôn á. Cũng lâu quá rồi chứ. 3 năm rồi, tụi em sống chung xong là em xin cưới, xong cưới là vợ em về với em tới bây giờ. Là cưới là hai bạn cưới được bao lâu? 2 năm. 2 năm là cưới ở bên Mỹ? Dạ, cưới hợp pháp ở Mỹ luôn. Cưới hợp pháp Mỹ? Dạ. Bản thân chị cũng rất là thắc mắc đó. Thường là những cái cặp trong cộng đồng LGBT sẽ có một cái vấn đề rất là lớn, là thứ nhất là về gia đình đó. Thì khi mà hai đứa mà tiến đến hôn nhân thì gia đình có ý kiến gì không? Đặc biệt là bên của Muối. Bên em thì khó lắm, rất là khó luôn á. Tại vì ai cũng sợ em bị lừa. Thì mà thấy những cái sóng gió đến nó Bi nhiều quá, thành ra ba mẹ em thương. Tội quá, ai cũng quay lưng hết. Ba mẹ em gọi điện thoại cho Bi hàng ngày tâm sự. Nên từ đó ba mẹ cũng coi Bi như là một người con. Thậm chí bây giờ chọc Bi là con dâu không hả? Kể từ đó em đã nhận Bi. Cái đó là cái điều tuyệt vời đó. Dạ. Và chị nghĩ là hai đứa cũng rất là may mắn khi tìm được những bậc phụ huynh hiểu ý và thật sự tâm lý. Nhưng bên phía nội em thì hồi đầu không chấp nhận. Nhưng mà từ từ rồi họ thấy mình sống, mình thành công này, mình sống tốt, sống vui vẻ. Thì bên phía nội của em bây giờ cũng đồng ý rồi. Có một cái nữa. Khi mà em từ Mỹ về Việt Nam thì còn người thân ở Việt Nam không? Dạ chỉ có bên phía nội, nhưng thật ra là nhỏ với em không có sống chung, không có quá thân lắm. Đúng hơn là chị về đây một thân một mình với Bi thì... Còn nói về những cái khó khăn mà Bi đã từng gặp phải đi. Tại vì cái thời gian mà Múi bắt đầu quen Bi á,
sóng gió nó ập tới với hai bạn luôn á. Khủng khiếp á. Giống như người ta nhìn vô người ta sẽ nghĩ được trời ơi em rất là giàu. Nhưng mà em có giàu thiệt không? Thời điểm đấy thì giống như là em có tất cả rồi, xong rồi em lại mất tất cả. Nhưng em lại có tất cả thêm một lần nữa, rồi sẽ gọi lại mất tất cả. Thì bây giờ thì cũng như là có sự hỗ trợ của vợ, gia đình vợ, thì nói chung là cuộc sống của em nó cũng ổn định. Cái thời gian nó rất là khó khăn, giống như là gọi là lên voi xuống chó luôn á. Một đêm ngủ là mình đã dọn ra cái nhà thuê rồi. Thì bây giờ tụi em cũng có được mái ấm chứ không cần ở nhà thuê nữa. Rồi cho anh hỏi cụ thể về cái câu chuyện gọi là có tất cả và mất tất cả sau một đêm được không? Sẽ có những cái mất mát, hoặc có những cái mà đối tác với mình không hợp tác, hoặc đối tác của mình sao đó, thì nó rất là rắc rối trong vấn đề kinh doanh. Em rất là thích kinh doanh, lý do vì sao? Nếu như em làm y tá thì em làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối thì em phải ở bệnh viện, ở đó thì em mới có tiền. Còn đối với kinh doanh thì nó khác. Ngày hôm nay em không cần ở đó, em vẫn có thể có tiền, em thích cái điều đó. Nhưng mà nó cũng có thể hôm nay em có thể làm được 10 đồng mà ngày mai em lại âm đi 100 đồng cũng có nữa. Có những cái lúc khó khăn mà tới 28 Tết rồi tụi em phải dọn đi thuê nhà luôn. Đó là những cái sự khó khăn nhất là đối với vợ chồng em, nhưng mà vợ chồng em cũng vượt qua được. Thật ra thì đối với bản thân em thì em không bao giờ sợ em hết. Giống như là bây giờ mọi người có chửi em như thế nào đi nữa, em cũng muốn bảo vệ công chúa của em. Công chúa? Dạ, em gọi Bi là công chúa của em rất là sợ Bi buồn. Ông này mà ông buồn là ông ốm mà ông xấu lắm. Mà em chỉ mê ông này đẹp thôi. Mốt ông mà ông xấu là em không mê nữa đâu. Hảo sắc. Em cũng có quay view live cái nhà thuê đó đó. Lúc đó em không có muốn ở chung cư. Em thật sự là không có muốn. Tại vì em đi lên đi xuống, Em vô cái em khóc lóc với vợ em. Khóc. Em nói là bây giờ không có muốn, không muốn ở chung cư nữa. Bây giờ phải làm cái cách nào đi xuống dưới nhà đất ở. Thì vợ mới nói là thôi tin vợ đi. Thì một ngày đó vợ em like 5 cái like luôn. Like suốt. Mà một cái like của em là toàn tiếng 2 tiếng đồng hồ. Em cày ngày nay em không cày vậy trơn á. Mà tới thậm chí mà em bị gọi là phù cái quảng thanh của em á. Quảng đúng không? Dạ. Cái này thì lộ biết nè, tại vì được dân đi hát là biết. Giống như Lê Dương bảo làm đó. Có một thời điểm là anh nói không được tiếng luôn á. Dạ. Tại vì anh cày, anh like nhiều quá mà. Những cái lúc mà em live stream như vậy là em live stream cho đại lý của em. Tụi em phải bỏ tiền chạy quảng cáo rất là nhiều. Bên công ty sẽ hỗ trợ cho tụi em chỉ có một cái chương trình sale trong một cái đoạn rất là ngắn thôi. Trong cái khoảng thời gian ví dụ như 15 phút đó, em phải tập trung, rất là tập trung để mà tư vấn để họ không có phải bị lỗ. Thường thì người ta hay nói là ồ em ngồi sau vợ mà em không nói, mà thật sự em cái này em chia sẻ luôn, em không giỏi ăn nói. Em nói hồi cái em nói hoài, em cố gắng em giúp vợ em hồi, em suy nghĩ trời tôi đang nói gì ta. Em sợ quá em mới quay qua vợ em mới nói chết rồi, tắt cái livestream này chắc quýnh rồi chết luôn. Chị, vợ em mệt quá rồi, vợ em hết hơi rồi, vợ em nói chồng ơi quay qua tư vấn đi. Cái tự nhiên cái tay em run bực, em nói tới đâu rồi, cái miệng em bị run bực vậy luôn. Em nói trời ơi tắt cái livestream này mình chịu bị chửi chết. Nhưng mọi người rất là thương Bi, tại em biết cái khuyết điểm của Bi không nói giỏi, nhưng mọi người rất là thích Bi nói. Nhưng hai mà... người lanh hết rồi không được đâu. Dạ. Hàng xóm ta sẽ dọn đi hết em. Dạ. Sau khi mà về ở cùng với nhau rồi á, thì nó còn những cái điều gì phát sinh mà làm cho mình phải suy nghĩ nhiều không em? Có, hình như em có nhớ một cái lần này vợ em bị bệnh. Thì em phải đưa vợ em đi trị khắp nơi hết. Bệnh về gì em? Phong á anh. À rồi. Nổi như là mấy cái nốt dị bị mũi hả? Mũi nhưng mà nó sưng lên mà nó rất là ngứa. Do là em ăn uống dị ứng hay em đi nhậu? Đó, em không có nhậu không, cái đó để anh kể. Thì mình cũng phải hỏi chứ, bây giờ cái trường hợp đó là bình thường mà Tuấn. Bị phong hết, em đi hết tất cả các bệnh viện rồi. Từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Huế. Mà nó không có hết. Cái bà này 3-4 giờ bà cứ gãi mà nhìn gãi mà bà bị stress 1 mà em bị stress 10 luôn. Là hết 10 luôn hả cưng hả? Không, em chỉ bị ở vùng bụng và vùng tay. Thì cứ em cứ gãi là nó sẽ lan ra. Thì em tưởng em bị gì, rốt cuộc cái em mới kể với mẹ em. Mẹ mới nói là gia truyền con ơi. Không. Bệnh gia truyền. Người ta nói là bệnh di truyền, cái đó bệnh gia truyền. Em đòi trả bả lời cho mẹ. Tại vì chị hoài cái em nói mẹ ơi giờ con trả con gái cho mẹ đó. Hôm bữa con cưới lành lặn quá trời mà bây giờ sao mà nó bị ghẻ tùm lum ngay bụng với lại ngay cái tay nè. Tính đi vui ha. Con ơi, có một sự thật mà mẹ không nói cho con biết. Cái này là bệnh từ hả đời ông nội, ba con, rồi anh con, rồi tất cả dòng họ con. Cái này là bệnh di truyền. Cái con nói trời ơi. Trời ơi, vậy là mẹ biết là mẹ gả nhanh cho con hả? Gả nhanh chứ không thôi, nó ghẻ. Lúc đầu hả, anh cưới vợ về như là mua được một chiếc xe đẹp vậy á. Tự nhiên giờ viễn phan hoang hết trơn. Máy nó hư hết trơn, tốn nhiều tiền nhưng mà không hết. Em đâu dám đi ra ngoài đâu. Tại người ta biết muối xù bị ghẻ hay sao. Em mới chụp hình mà em muốn chụp hết
người em chụp cái bụng thôi. Em kêu mấy nhân viên em đi ra mua thuốc đi, giờ thử nữa mà không được nó thôi cái cho cái thuốc gì á, có 20.000 về thoa cái hết trơn. Là nó còn những cái vết thâm. Nhưng cái này thì chắc cũng cả một năm thì mới hết. Nhưng mà bà giấu lắm đó. Hôm bữa là anh em có giới thiệu một cái phòng khám, thì em điều trị thì những cái vết sưng đó nó xẹp xuống cũng như còn thâm gì thôi, nhưng mà nó vẫn sưng sưng. Thì ra ngoài đó, ra ngoài cái chỗ đó chị, cái bác sĩ không biết thôi, cho thuốc gì cái về cái sức dị ứng lên mà nó lan ra nó nổi nữa. Ê là nó gần hết rồi. Mà nó sắp hết rồi, em nói là trời ơi nó sắp hết rồi mà bây giờ em phải ra nói chuyện với bác sĩ. Em nói này nè, bác sĩ ơi, bác sĩ cộng thuốc cho vợ em á, rồi bây giờ ghẻ lan rồi tùm lum hết trơn trời. Mà em tức quá em gỡ cái khẩu trang okay. Em nói luôn. Cái xong không la làng hay chứ ai. Nhưng mà vợ em không chịu kìm em, tới lúc mà về khách sạn ấy nói anh ơi, hồi nãy em định nói với anh rồi. Bây giờ anh không nói gì hết trơn thì có bác sĩ gì ta biết em à. Bây giờ anh la từ khách người ta biết rồi, bây giờ muối xù bị ghẻ. Muối xù bị ghẻ á. Xong em suy nghĩ trời sao mình ngu vậy ta. Và lúc đó em tức không gì đâu được. Rồi có một cái thời điểm là em mập quá trời luôn. Do cái bệnh này của em thì em đi truyền nước biển. Em truyền 2 tuần liên tiếp. Thì mọi người cứ tưởng em có bầu tại cái bụng em trừng trừng như nè. Đó 86-88cm là khiếp luôn á. Như cái bụng bầu mà có mấy tháng trời luôn. Bây giờ em còn 65 thôi. Nhưng mà 86 là kinh khủng khiếp hai chị lựa ha. Mà tự nhiên cái thuốc mà eo bự bự như chị á. Lộ ra là nãy giờ chị với Tuân là nói chung rất là kiềm, nó tính nết chị chặt chứ lắm mà chị đâu nói gì đâu. Được. Một người con gái có vòng eo như vậy mà nó bự lên nó xấu cỡ nào là đúng rồi. Nói vậy thôi, chị không nói chị lộ. Chị cũng rất đồng cảm mà eo chị kia cũng ào cỡ đó, eo chị kia cũng ào cỡ đó. Chương trình này nó phát sóng lên thì cả thế giới biết em bị ghẻ rồi. Cũng sao đâu, bây giờ hết ghẻ rồi. Không sao. Khi mà mình cưới nhau về hay là hoặc là sống thử đó, thì cái chuyện hai bạn anh gọi là Thì thời gian gần đây có lẽ hình như em lên tay nghề hay sao em không biết nữa. Nhưng mà đi bị ghiền và ông kiểu như đòi nhiều. Đòi luôn. Em làm việc rất là nhiều ha. Bi nói một ngày vợ làm việc bao nhiêu tiếng? Vợ em là 6 giờ thức dậy làm việc tới khoảng chừng 1-2 giờ đêm luôn á. Là 6 giờ sáng tới 1-2 giờ đêm, đó là công việc của em. Em thì chốt đơn thì em chỉ nhấn công chuột hoài. Thì cái tay của em sẽ rất là mỏi. Thì ổng lên. Ôi, em như thế này nhạy cảm lắm. À xin lỗi mọi người, thì con chuột á, con chuột máy tính á. Con chuột máy tính. Em cứ nói thì không cần diễn tả. Tự đùng một ngày hôm đó em không biết làm sao nữa. Em được nghỉ ngơi sớm tầm 12 giờ, cái em lên tắm rửa. Cái em vừa mới mua một bộ đồ ngủ rất là đẹp để mang vô. Cái tự nhiên Bi nổi hứng lên, cái Bi nói à, hà lâu rồi hai vợ chồng mình không có tình cảm. Không ấy mình tình cảm chút xíu đi. Trong mưa thì vợ chiều. Tự nhiên đang tình cảm nửa tiếng đồng hồ rồi. Ông này kiểu như là anh sắp rồi. Thì á, hai con chó em nhào lên mà nhìn ông Bi kiểu như canh hai bên mà nhìn ông Bi vậy nè. Tự nhăn nhèo sao không biết nữa, nhưng mà nhìn xong cái quay lên liếm kiểu như là không sao đâu ba ơi. Ông này ông tuột hứng. Nó hứng luôn anh. Tự nhiên hai vợ chồng người ta đang ân ái giống như là hai con ghét đây nè. Một con bên đây mà cứ nhìn nè. Đúng rồi, vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng rồi, xong rất là tức. Cái đuổi hai con chó ra ngoài. Chửi nữa. Kêu em là kéo cái hứng lại đi. Rồi em cũng kéo cái hứng lại. Thì 15 phút nữa là lúc đó thiệt. Miệng em cho tới tay em cho tất cả. Nó rã rồi rồi mọi người ạ. Nó rã rồi rồi em có như là em có những cái sự thật nó rất là trần trụi. Chị thích điều đó. Thôi nói đi cưng. Mệt luôn, em muốn buông xuôi rồi mà em hận lắm. Em vừa làm em vừa hận. Tức quá, em tức quá. Ngồi mình suy nghĩ. Thôi mình ngắn 5 phút nữa đi. Rồi nổ ra gà hết trơn. Em ngắn 5 phút nữa. Anh mà chưa xong rồi anh chết với em. Chưa xong luôn. Rồi cái con chó nó sủa. Không, ngoài cái lý do là như vậy nè. Bước cứ mày ngồi đi đây là cuối con chó nó cứ liếm vô mặt em sao mà tập trung được. Rồi bây giờ đuổi con chó ra. Bắt đầu con chó nó cào cửa, nó đập cửa. Đúng. Nồi vô thì ông này kéo cái hứng không lên. Mà em thì 45 phút là đuối rồi. Người chứ đâu phải trâu bò đâu. Bởi vậy đó. Ngày cày mà đem cày đấy, làm chi nổi. Xong rồi cái rồi thôi, cái em nói thôi nha đi ngủ nha mệt rồi. Khi ông cho hàng chó vô, ông chửi nguyên một đêm mà chửi tới hả 3-4 giờ sáng luôn. Hai vợ chồng em lần đầu gặp luôn, cũng mới đây thôi. Anh thấy như vậy là anh thấy bọn em tiếp xúc với nhau á, anh cảm giác là tình cảm của em càng ngày nó càng nhiều á.
vợ em là rất là bận, em rất là thông cảm với vợ em. Sáng 6 giờ phải dậy, nhiều khi em nói là đâu ai bắt buộc em phải dậy đâu, mình có nhân viên mà nhân viên em là rất là nhiều luôn. Chị không có muốn. Em tự ôm cái cực vào thân chứ không ai. Tự là ôm cái cực vào thân thôi, 6 giờ phải dậy. Em không yên tâm. Rồi tối khuya mới ngủ, nó thôi chưa em lên em ngủ đi. Cũng không, nó thôi em mà không có ngồi đây thì người ta không có làm. Ai cũng khó khăn trong cái thời điểm dịch. Tụi em cũng có như là mất bao nhiêu phần trăm đó. Thì em phải cày, thay vì hồi xưa em cày một ngày 15 tiếng, bây giờ em cày 20 tiếng. Thật sự luôn, chị cũng thấy em rất may mắn. Bởi vì mà trong hôn nhân mà tìm được một người bạn đời mà có thể giỏi giang như thế đó, kể cả mà những cặp đôi mà dị tính bình thường cũng đã rất khó khăn rồi. Với là tâm lý của người con gái á, họ tìm đến một người chồng của mình á để họ dựa dẫm. Đúng, chính xác. Thường là như vậy, nhưng mà tự dưng bây giờ có người xách về xong rồi để một bờ vai cho mình làm công chúa, quá xuất sắc. Vợ em hay kêu em làm công chúa vậy đó. Rồi nhạc lúc trước là kêu làm con rể, sau này kêu con dâu không à. Con dâu của mẹ bữa nay xinh quá. Xưa là con gái mình nhờ chồng hả tấm gì? Con gái là nhờ tấm chồng, là bây giờ chồng là nhờ vô tấm vợ. Thực ra em cảm thấy Bi rất tuyệt vời, Bi hiểu em rất là nhiều. Chứ không phải giống như em cũng đâu ngu dại gì mà đâm đầu yêu. Có nhiều người nói sao nãy ngu quá tự nhiên. Ông này thì giống như hồi xưa ổng quen toàn hot girl, toàn trông dài, trông rất là đẹp. Thì khi mà em vào thì rất là nhiều người so sánh ấy. Sao tự nhiên đi cưới con này nó vừa bần mà nó vừa nhà quê thì sao em lại nghĩ vậy nhờ? Không, thật ra thì em đọc hết tất cả những comment về em nên thành ra em rất là hiểu gì. Nhưng mà em cảm thấy Bi tuyệt vời lắm. Bi hiểu em rồi, Bi yêu thương em rất là nhiều. Quá là viên mãn luôn á. Bây giờ mình chặt cái khúc viên mãn này chút xíu bằng tật xấu. Đúng, chính xác. Tới phần hấp dẫn nhất. Vợ em thì em nghĩ là không có tật xấu gì, chỉ có cái tật này là em tức trong người mà em bị ức chế luôn á. Lâu lâu cái mặc cái đồ đẹp lên trên người em ngồi kiểu như là sexy, kéo tóc nhún cái tự nhiên thả bơm anh. Khoan, muốn nắm câu thôi. Hỏi của chị là có chùm mền em lại không? Dạ không, cảm giác là tự nhiên thả bơm vô mà nó nóng quá trơn cái bụng em, nói trời ơi, em muốn nắm đầu vô, em nói trời ơi tự nhiên à. Rồi mà không phải là một lần đâu, mà cái khả năng của con người mà cứ như là cái súng á, cái súng đạn là Ủa mà cái đó là sở thích của em hả? Nói chung em quái dị lắm. Vì Bi quá nhạt nên Bi phải cần muối để mặn cái cuộc đời của Bi hơn. Nên em nghĩ là tương lai mà có anh nêm thêm mùi vô. Thêm mùi, thêm vị mới nữa, nhiều khi cũng có thêm vị nữa. Vị gì? Vị nữa hả? Vì mặn, vì em tin muối. Cuộc sống của Bi nó nhiều màu sắc mà. Đâu có, vợ em bị làm sao? Cái lúc mà em ôm đằng sau lưng của vợ em á, là vợ em cũng vậy luôn. Làm đúng, em nói cái gì vậy? Không biết đâu, hơi trong người em nhiều ghê luôn. Không, cái đó là khả năng đó em, có khi đó là một cái tài năng của em nữa mà. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu, phải không Tương? Với em thấy vợ em có một cái tật là ham công tiếc việc á. Thì nhiều khi đó cũng là một tật xấu của chồng em. Em ngủ dậy 6 giờ sáng thì chồng em 12 giờ, 10 giờ, 12 giờ mới dậy. À 10 giờ mới dậy. Mình sống một cuộc sống công chúa. Dậy xong thì ăn cơm xong thì tập thể dục. Tập tiếp thể vợ dục. Nha, tập thể dục. Sau đó thì vợ ơi có cần đóng hộp không? Thì xuống đóng tầm cỡ 30 giờ 15 30 phút đi lên. Ngủ xong thì dậy ăn cơm xong đặt đồ ăn vặt xong cái quay phim xong ngủ. Nhiều khi em ngủ ví dụ 12 giờ đi, em quá trời mệt 1-2 giờ đi nên ổng còn quay phim. Quay qua em nói kiểu mà tức á, tao lại mày mày ngủ giùm tao với, mai tao còn dậy sớm tao làm việc. Cái tật xấu mà em nói về vợ em đó là một cái điểm tốt chứ không phải là điểm xấu đâu. Ý là ổng nói không quan tâm ổng, ví dụ như một ngày gì mà chưa chi mà chi ra hết gần 20 tiếng mà để làm việc. Nhưng mà thật sự là đó. Vợ em ôm cái cực vào thân thôi. Rồi bây giờ cái tình hình chung là cái dịch nè, kiểu như là kinh doanh chậm thì vợ em mới có thời gian rảnh, giờ em lướt Facebook xấu nó tính lắm, lướt thấy người ta mặc đồ cặp. Anh có thấy người ta mặc đồ cặp không? Chồng gì mà không có mặc đồ cặp gì với em hết trơn á. Em mới đơ lên, em mới nói là em ơi, đó giờ em đâu có coi Facebook của ai mà em so sánh gì đâu. Em thấy lạ luôn á. Em bận quá, em đâu coi. Em bị mê tình cảm, ngôn tình đó. Thì ông Bi thì lại không vậy. Rất là ít. Hồi đầu thì thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà càng sống chung về sau thì ít lắm. Kiểu em hay ghen tị á, kiểu em rảnh cái mà lên em thấy người ta mang đồ cặp cái kia. Em thích được như vậy. Thích anh làm những điều bất ngờ. Có nghĩa là bạn là không có sự lãng mạn. Vợ thích mua phải không? Đưa em một đống tiền, đi shopping đi.
À, à. Hoặc ví dụ như ứng cái gì cũng được. Có nghĩa chiều em... nhưng mà không có lãng mạn gì hết trơn. Quan trọng là cách cho đó. Thực tế, Bi là người thực tế. Em bị cái kiểu như mà em không có thể nào anh sẽ yêu em mãi mãi, kiểu như em không có muốn. Trời Lộ ơi, cái này anh cũng hiểu nè. Có nghĩa là cái gì á, mình cảm giác cái tình yêu á, cái quan trọng nhất là cái việc làm á, chứ nó không phải là lời nói. Đôi khi người ta không có cần cho một cái túi hiệu, không có cần cho một đống tiền, nhưng mà chỉ cần một bài hát, một cành hoa thôi, người ta cũng có thể là vui hết một ngày. Không, con thì nghĩ khác nha. Hôm nay sao em xách ba liêm về ở chị Lộ? Tại sao? Tại vì mình cùng quan điểm. Cùng quan điểm đúng không? Đúng rồi. Em đi ra ngoài em nói vợ ơi, vợ thích cái này không? Anh mua. À, vợ em coi Facebook vậy em đấy. Em thích cái này à? Ừ, mai em mua cho em. Chứ em không có nói ừ, không, em ơi em như em tiền vời quá, anh sẽ ở bên em. À, như vậy cũng được. Em không có giữ tiền. Nói chung là tất cả về tài chính và tất cả mọi thứ đều là Bi giữ, mặc dù em là người làm việc rất là nhiều. Dạ. Ví dụ như em nói anh à, cho em xin 10 triệu để em cho người này. Em muốn Bi phải cho em và không cần đặt câu hỏi. Hồi đầu không được mà bây giờ được rồi. Dạ, tại vì á là phải tin tưởng nhau. Dạ. Cho nên không cần đặt câu hỏi điều đó sẽ làm gì. Bi còn cái tật xấu nào nữa không? Sẵn kể luôn đi. Đâu có cơ hội nào tốt bằng chương trình này. Bi có một thêm một cái tật xấu là Bi rất rất là mê làm đẹp. Mê làm đẹp lắm. Không, cái đó là từ vợ em. Hôm bữa sinh nhật của em á thì là em đi ra ngoài đường em đi tập gym. Thì em đi xe rồi em chỉ dưỡng cái trên đây thôi, là tự phân trên đây là trắng tươi, ở dưới là giống như là hai con người khác nhau đen thui. Thì nói trời anh ơi, anh thấy á, con người anh nó ở trên trắng tươi, ở dưới đen thui, nhìn kỳ kỳ á, thấy ghê quá à, anh xấu dữ luôn á. Không, mà em nói ngọt ngào Bi không có nghe. Ví dụ như hồi xưa Bi rất là ốm vì những cái chuyện stress, em nói anh ơi anh gắng ăn, không ăn. Em tức quá, em nói mày xấu như chó vậy. Mày xấu như chó vậy. Thì đó, em chửi thẳng luôn. Trời ơi. Em chửi mà em chửi ngày nào em cũng chửi. Thậm chí mà trước khi live stream kêu mày xấu quá, mày đừng vô live stream của tao nè. Em tức. Ai bị luôn. Hai đứa hả, cãi nhau ùm sen. Anh không có quýnh em. Cái niệm như vậy nè. Cái chị ấy chị bỏ ra ngoài, chị tưởng em đuổi theo mà em khóa cái cửa sập rồi. Cái chị ấy chị đi không được, chị lên chị nói gì nè. Anh nó cái trời cái điện thoại cái trúng cái niệm danh lên cái đầu em cái bóp vậy nè. Em nói trời em đang làm cái gì vậy? Không, ý là hai vợ chồng em không quýnh nhau, nhưng mà dạng như là xô qua đẩy về rồi, em quăng thì, đồ các thứ em thì đòi đi, ông mày thì kéo lại, em kéo một cái tự nhiên em rớt em cụng đầu vô này kia, sưng đầu sưng đồ vậy thôi, chứ không có bao giờ quýnh vợ. Dạ em quýnh anh rồi. Nếu mà nói vậy là bạn này có bị bạo lực quá không? Dạ không, bạn chê em xấu, em bị tự ái, bạn hay chê lắm. Nhưng mà những cái của vợ em chê thì em thay đổi hết. Giống như vợ em nói là ừ em đen có phần nửa người, thì bây giờ bắt đầu em dưỡng là em đen còn em trắng toàn thân. Cái đó là mình đã bị điệu đúng không? Hồi đầu thì không có đâu. Nhưng điệu mức độ nào kìa, có nhiều người rất rất là điệu, nhưng mà chị, che chở da là, cũng bình thường. Ví dụ như tắm ha, xong ra soi gương tiếng đồng hồ, chị thấy kỳ không? Một tiếng đồng hồ giờ vẫn 30 phút ơi. 30 phút cũng có 30 phút cũng đã rất rất lâu rồi. Nhưng mà em soi cái gì mà hết 30 phút? Soi mặt thôi à, soi mặt thôi à. Không phải, em ra là bắt đầu là em phải dưỡng kem. Em dưỡng kem xong bắt đầu em sức sức lotion. Dạ, nói chung là cái mặt em phải sức tới 3 bước. Rồi em phải làm đi tóc rồi em phải vuốt tóc rồi em mới đi xuống nhà. Dưỡng kem ngược vậy đó. Em chửi lắm mới đi tập gym. Xong cái năm sau quay là vợ ơi, vợ nói cái gì cũng đúng hết trơn. Tự nhiên vợ anh yêu cái bản thân anh, ngày nào đi không tập gym không chịu được. Đi du lịch xong cái về, cái mấy bạn mà hay make up cho Bi nè, sau này đen quá vậy. Kêu quê quá, ông về nói vợ ơi lấy kem ra anh dưỡng liền. Ông tắm trắng rồi ông dưỡng kem rồi ông sức serum rồi ông làm đủ kiểu. Vậy là em mới lâu quá chứ không phải là điệu đâu, em làm nhiều bước quá. Chỉ là do em, nhưng mà Bi em không nên trách bạn này, bởi vì cái có một câu người ta nói là giàu nhờ bạn mà sang nhờ vợ nha em. Có nghĩa là em sang trọng đẹp đẽ là nhờ vợ mà đúng. Tại vì giờ nhờ vợ em chê mà giờ em mới lung linh. Bây giờ bị kiểu bị lung linh quá đà. Ra đường có make up không? Dạ không, không có make up. Ông dưỡng thôi, ông không make up. Giống như là xài kem chống nắng. Mấy cái đó thì ok em chấp okay, nhận. Đúng nhưng rồi. Mà khi soi gương á, bắt đầu soi hoài luôn, mà đứng luôn. Ủa sao mình đẹp dữ vậy ta? Ôi mình đẹp ghê luôn. Sao mà xinh khéo quá vậy ta? Đẹp. Làm gì á? Giống như kiểu ông bị ảo tưởng sức đàn mạnh ông đẹp kỳ nhất. Kỳ vậy cha. Nhưng mà đẹp sao đẹp mà. Tao trắng nhất nhà này, tao đẹp nhất nhà này. Em chồng nhân viên thôi. Rồi thế hai bạn có mong muốn thay đổi đối phương điều gì không? Chắc em không có mong muốn vợ em thay đổi gì đâu. Giống như là lúc đầu em quen vợ em đó, cãi lộn cũng có, đập banh nhà cũng kiểu như là nói nặng tới nhau cũng có. Tất cả mọi thứ đều có, giống như những cái cặp đôi yêu nhau bình thường. Nhưng thực sự là em đang hoàn thiện bản thân của em. Từ lúc em quen vợ em, cưới vợ em thay đổi rất là nhiều. Nhờ vợ em thì em cũng có một cái cuộc sống nó tốt hơn.
càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng tốt hơn. Thì em không có cần vợ em thay đổi gì hết. Em sẽ tự hoàn thiện bản thân của em hơn để cho vợ em dựa vào. Sau này em có con của em cũng hồi lúc đó ba có một cái quá khứ mọi người ghét bỏ, thì con đừng có đi theo cái vết xe đổ của ba. Nhờ vợ em thì em có mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giống như mọi người nhìn em khoảng chừng 5 năm trước đi nó khác, 5 năm nay thì nó sẽ khác. Em càng ngày càng hoàn thiện bản thân em hơn để em làm một người chồng tốt, và sau này em sẽ là một người cha tốt đối với con của em. Em không cần vợ em thay đổi gì. Rồi còn về mũi, đối với bản thân em thì em thấy Bi cũng tuyệt vời rồi, không muốn cần thay đổi. Nghe như Bi nói ở đây như là tất cả những cái công lao này đều là em làm ra, nhưng thật ra không phải. Những cái quyết định lớn lao đều có công của Bi hết. Ở bên trong Bi vẫn rất là mạnh mẽ, là một cái người chồng mà em có thể dựa vào và hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần chồng em tin tưởng em, làm cái động lực cho em nghĩ là tất cả mọi thứ em đều có thể làm được. Bình thường người ta hay định nghĩa là đàn ông phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Mà sau khi nghe hai bạn chia sẻ, anh mới nhận ra là khi mà tình yêu nó đúng người đúng thời điểm thì mọi cái định nghĩa nó đều rất là vô nghĩa. Khi mà tình yêu nó đúng người đúng thời điểm thì mọi cái định nghĩa nó đều rất là vô nghĩa. Chỉ là tình yêu và xây dựng tất cả mọi thứ thôi. Đúng rồi. Chị cũng có chia sẻ như thế này, mà tìm được nhau để đến với nhau và hạnh phúc như bây giờ thì phải nói là hai bạn phải có cái duyên lớn lắm. Và may mắn hơn hết là cái người bạn đời của em rất là thông minh, giỏi giang và tháo giác nữa. Cho nên là hy vọng là hai bạn sẽ vun đắp tình cảm này nó ngày càng nó sâu sắc hơn và bền vững hơn, nắm tay nhau đi thật là lâu, thật là dài. Chắc cũng có không có gì hơn thôi, thì thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi về phần anh thì đây là lần thứ 3 anh được may mắn nói chuyện với bọn em rồi. Và lần này anh đặc biệt thấy cái tình cảm của bọn em nó rất là nhiều. Tại vì anh thấy bọn em rưng rưng ở trong những cái câu nói mà chia sẻ về nhau á, mà hai lần trước anh chưa có thấy. Nên anh càng tin vào cái tình cảm trong cộng đồng của mình nhiều hơn. Và anh cảm ơn bọn em đã đến với chương trình này và chia sẻ rất là nhiều điều truyền cảm hứng. Dạ. Em cũng như với Bi cũng cảm ơn chị Lộ Lộ, anh Minh Xuân và chương trình vì cũng dành cái cơ hội tuyệt vời để cho em với Bi có thể lên đây và chia sẻ, và để mọi người có thể hiểu hơn về cuộc sống cũng như về công việc và chuyện tình cảm của vợ chồng em. Thì qua đây em cũng muốn là những ai hiện tại mà mình đang sống, muốn sống thật với bản thân mình, hãy cứ mạnh mẽ, cứ sống thật. Chỉ cần mình cứ yêu hết mình thì chắc chắn mình sẽ được đáp lại.